Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể khử màu tóc này, những cái màu tóc mà nhuộm thành nhiều màu khác nhau thì chúng ta có thể khử màu tóc này. Cái thứ hai đó chính là mình sẽ nhuộm một màu tóc bất kỳ dựa trên cái màu tóc đã được khử trở về màu đen. Và nội dung như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn nhé. Mình sẽ lấy ví dụ là cái hình ảnh mái tóc của cô gái này. Đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ là Lasso Tool, phím tắt là L. Mình sẽ chọn cái vùng tóc ở phần bên trái và mình sẽ để phần bên phải để nguyên nhé. Mình sẽ làm để cho các bạn so sánh nên là mình sẽ chỉ làm một bên tóc thôi. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần Refine Edge. Nếu như bạn nào mà sử dụng cái bản CC ý, thì các bạn hãy vào cái phần Select and Mask thì phải. Đến đây thì cái giao diện của mình nó sẽ là như vậy. Còn bạn nào mà cái giao diện nó khác thì các bạn hãy vào cái phần View, chọn cho mình cái chế độ là Overlay. Các bạn hãy quét những cái phần bên ngoài tóc đi. Các bạn biết không, tại sao nó lại chỉ chọn cái phần bên ngoài tóc mà không chọn vào vùng tóc? Tại vì cái lệnh Refine Edge là cái lệnh mà nó sẽ nhận diện cái phần được cắt ở bên trong vùng chọn. Vừa nãy các bạn là dùng lasso để các bạn khoanh vùng tóc thì nó hiểu là các bạn sẽ giữ lại cái phần tóc, đúng không? Nên là nó sẽ loại bỏ hết các cái phần background ở bên ngoài đi, kể cả là cái phần áo màu xanh tím cũng như vậy luôn. Nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ phải loại bỏ những cái phần màu ở bên ngoài đó. Mình sẽ làm ở bên tóc bên trái, còn bên phải mình sẽ giữ nguyên để cho các bạn so sánh. Sau đó thì cái phần output các bạn hãy để cho mình ở cái, chọn cho mình cái loại là New Layer with Layer Mask, giúp mình ấn OK, hiển thị cái background lên. Tiếp đó là các bạn hãy vào cho mình cái phần màu Hue Saturation, nhớ này, chọn cho mình cái phần Clipping Mask đó. Ở đây thì các bạn cái phần saturation các bạn hãy hạ thấp xuống cuối cùng, thông số của nó là -100 rồi. Và các bạn hãy nhìn, đây là cái phần ảnh gốc này, đây là cái phần kết quả. Rồi, vậy là đã xong nhiệm vụ thứ nhất. Và nhiệm vụ thứ hai của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ nhuộm tóc cho cái cô gái này. Vậy thì nhuộm bằng cách nào? Các bạn hãy sử dụng cho mình cái rectangle tool này, hãy kẻ cho mình một cái hình nó vào đây. Ở đây thì các bạn kẻ xong thì hãy ấn phím An này để con chuột vào giữa. Nó xuất hiện cái phần biểu tượng clipping mask thì các bạn hãy ấn vào đây. Và nhớ chọn cho mình cái chế độ hòa trộn là Sharp Line. Rồi, các bạn sẽ nhìn đây là cái màu tóc đen tuyền. Nếu như mà nó đen quá thì các bạn hãy giảm cái opacity của nó đi, thì các bạn thấy cái phần màu đen nó sẽ đỡ hơn, đúng không nào? Nhưng ở đây ngoài cái phần màu đen ra thì mình muốn là nhuộm màu xanh đỏ tím vàng nào đó tùy ý của mình chẳng hạn, ví dụ là như thế, thì các bạn hãy kích đúp vào cái ô rectangle này. Ở cái phần color picker các bạn sẽ chọn về một cái phần màu mà các bạn ưng đi, giả sử là màu hồng này đó. Tất cả các kiểu màu các bạn đều có thể thay đổi được, ví dụ trùng với cái màu áo của cô gái này luôn cũng được đấy, màu đậm hơn đó. Chuyển về cái phần màu rêu xem như thế nào. Đây. Và các bạn để ý nhé, khi chúng ta sử dụng cái Refine Edge để chúng ta chọn được chính xác cái tóc ấy, thì các bạn sẽ nhìn ở cái phần da bên trong nó sẽ không bị màu xanh. Những cái phần khe kẽ của nó thì vẫn giữ nguyên được cái màu gốc, vì chúng ta chỉ có tách tóc không thôi mà. Đây là cũng là một cái cách để chúng ta tách tóc đó các bạn. Rồi, nên nếu như bạn nào mà tinh ý thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần lông mày này. Vừa nãy trong cái quá trình mình sử dụng cái lệnh Refine Edge mình đã bị chọn, vẫn còn dư một chút, thành ra là cái lông mày của cô gái ấy là đang bị màu xanh, đúng không? Vậy thì mình sẽ phải xóa bớt cái màu xanh đi, vì mình muốn giữ nguyên cái màu của lông mày, đúng không nào? Bằng cách như sau, các bạn hãy ấn phím tắt là D và các bạn sẽ nhìn thấy cái màu foreground ở đây đang là trắng đen, đúng không? Các bạn hãy đảo lên cho mình cái màu foreground màu đen này, sau đó chọn về cái phần layer mask mà vừa nãy chúng ta sử dụng cái lệnh Refine Edge đó. Các bạn chọn cho mình cái công cụ là brush này, nháy phải, chọn kích thước nhỏ một chút này, các bạn xóa bớt nó đi. Các bạn nhớ nhá, nếu cái màu foreground là màu đen thì có nghĩa là mình xóa, còn màu foreground là màu trắng có nghĩa là mình sẽ thêm cái màu đó vào. Các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Các bạn thử các bạn sẽ hiểu nhá. Mình sẽ
ở cái phần viền viền nó bị lam màu đúng một chút đúng không? Rồi, và cái cách làm của mình thì chỉ có như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.